Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái đơn hàng mới của công ty Việt Thắng, viết tắt là VTC ở Hà Nội, một công ty chuyên về xuất khẩu lao động Romania. Thì các bạn có thể truy cập vào trang web là sàn xuất khẩu lao động.com. Thì khi truy cập vào đây, các bạn tìm vào mục là đơn hàng đi xuất khẩu lao động Romania. Hiện nay đơn hàng mới nhất đi Romania đó là tuyển 286 lao động làm xây dựng thợ hàn, thi tuyển trực tiếp vào ngày 23 tháng 7 2018. Nội dung của đợt thi tuyển này đó là tuyển rất nhiều lao động từ xây dựng, làm thợ hàn, ốp lát, sơn bả, thợ sắt, mộc cốt pha. Điều kiện tuyển chọn là nam cao trên 1m62, nặng 50 kg trở lên, tuổi từ 22 đến 48. Ưu tiên cho những người lao động đã có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, sức khỏe tốt, thị lực tốt, không mắc các bệnh viêm gan B, C, HIV, giang mai, hoa liễu, tiền sử bệnh tim. Ngành nghề với cái ngành nghề là giám sát thì yêu cầu biết tiếng Anh. Mức lương từ 1.000 đến 1.200 đô, làm việc 10 giờ một ngày. Thợ xây, thợ ốp lát, số lượng 80 người, mức lương từ 750 đô. Thợ sơn bả, thợ mộc, thợ cốt pha, thợ điện. Các bạn liên hệ trực tiếp với cán bộ của công ty không qua trung gian. Công ty Việt Thắng là anh Đoàn. Số điện thoại 0986 245 510 để được tư vấn và mời hẹn lịch lên phỏng vấn tại công ty sớm nhất. Ngoài ra các bạn có thể xem các đơn hàng mới nhất ở chuyên mục là các đơn hàng Romania mới nhất ở trên cùng, bạn bấm vào xem chi tiết. Chút. Rồi. Các bạn có thể bấm vào đơn hàng để xem chi tiết. Đó, thì các bạn bấm vào xem chi tiết, các bạn xem thêm. Bạn kéo xuống dưới mục xuất khẩu Romania sẽ có các đơn hàng mới nhất lên trên cùng, ví dụ đơn vừa xem, sau đó lên đơn tuyển xây dựng tháng 7 vừa rồi, các đơn khác. Ngoài ra bạn có thể tìm kiếm các đơn hàng phù hợp với mình bằng cách gõ vào cái mục từ khóa, ví dụ đơn xây dựng, bạn nhớ gõ tên nước nhá, ví dụ Romania nhá, hay là Nhật hay là Đài đó. Bạn kéo lên đó, các đơn gần nhất, bấm OK sẽ ra một loạt các đơn về Romania. Đó, kéo xuống dưới, bạn cứ bấm luôn vào nút gọi điện này hoặc xem chỉ dẫn bản đồ này. Bấm vào đây để gọi điện.